rút tiền tay đây khỏi đây này mình cũng đã bắt được đấy. Ôi đây hải chiến rồi, ôi là con hải chiến rồi, con hải chiến rồi, 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 hải chiến rồi. Hai trái đất nổ bên này đã đầu xuân năm mới, tôi chúc các bạn khỏe mạnh và gặp được nhiều điều tốt lành. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một trò chơi thú vị và hấp dẫn. Bây giờ bắt đầu thôi. Và chúng ta hãy ra tiền người chơi các bạn nhá. Và đây là chiếc bể nước tôi vừa mới sáng tạo hoàn thành xong, nhằm mục đích là quay phim về cuộc đua thuyền hay là cuộc chiến trên thuyền trên biển, nhằm video giải trí các bạn nhá. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sáng tạo trò chơi ngày hôm nay. Ta sẽ sáng tạo chiếc tàu chiến. Tàu ta sẽ chở nước để phục vụ bà con đi lên. Bây giờ có thể chơi được rồi đấy. Và bây giờ ta sẽ chơi bên nào đổ thay bia hay đón nước trước thì bên đó sẽ thua, bên kia sẽ thắng. Và bây giờ bắt đầu chơi thôi. Trước mắt chúng ta là chiếc tàu chở thay nước này, nước để phục vụ cho những người khách chơi. Video là một chiếc xe tăng bảo vệ đây, anh bảo vệ cướp biển KDB khỏi cái này. Bên này đây là cũng một chiếc xe tăng bảo vệ, hàng xa xỉ phẩm, bàn bia, như là đắp tiền và vàng bạc châu báu. Được chưa? Tuyến đường biển hàng hải, hai chiếc tàu sẽ va chạm vào nhau và không ai chịu nhường ai, xảy ra một cuộc hải chiến các bạn nhá. Đấy, hải chiến rồi đấy, không ai nhường ai, giống như hai con dê đi trên. Thank you.
Hải diễn rồi. Thank you.
bị đuổi mạnh. Chiếc xe này, bên cái này coi như là thua rồi các bạn ơi. Xe tăng này làm chuẩn khó rồi. Vào bẫy và bây giờ chúng ta sẽ kéo bẫy lên. Kéo bẫy lên em ơi. Đổi rồi. Đổi rồi. Đổi rồi.